Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản công bố dữ liệu thông tin liên lạc giữa các máy bay và kiểm soát không lưu cho thấy máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản không được phép di chuyển vào một đường băng của sân bay Haneda trước khi va chạm với máy bay thương mại của hãng hàng không Japan Airlines JAL. Tuy nhiên trước đó, cơ trưởng máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển nói với các điều tra viên rằng ông đã được trạm kiểm soát không lưu cho phép điều khiển máy bay vào đường băng. Cơ trưởng này may mắn sống sót sau vụ việc. Tại một cuộc họp báo tối mùng 2 tháng 1, các quan chức JAL cho biết họ đã được thông báo rằng máy bay của hãng được phép hạ cánh. Theo cảnh sát Nhật Bản, vụ va chạm giữa hai máy bay trên xảy ra chiều ngày 2 tháng 1. Toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Airbus mang số hiệu A350 của JAL đã được sơ tán an toàn, không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng sau khi chiếc máy bay này bốc cháy. Tuy nhiên, 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng, cơ trưởng đã thoát khỏi máy bay và bị thương nặng. Công cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc nói trên vẫn đang được tiến hành. Phát biểu với báo giới ngày 3 tháng 1, ông Fujiwara Takuya, điều tra viên thuộc Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Nhật Bản, cho biết công tác truy xuất dữ liệu từ hộp đen của máy bay thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đang được tiến hành. Trong khi đó, hộp đen máy bay của JAL chưa được tìm thấy. Ông Fujiwara cho biết thêm, các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết va chạm trên thân của cả hai máy bay. Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản, JTSB, cơ quan trực thuộc chính phủ chịu trách nhiệm điều tra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến máy bay, tàu hỏa và tàu thủy, đang tiến hành kiểm tra mảnh vỡ máy bay. Trước đó, hãng sản xuất máy bay Airbus cho biết đã cử một nhóm chuyên gia đến Nhật Bản để hỗ trợ công tác điều tra. Trong thông cáo báo chí, Airbus cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng BEA của Pháp và Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản JTSB phụ trách điều tra. Airbus cho biết chiếc máy bay JAL được bàn giao vào tháng 11 năm 2021. Vụ máy bay bốc cháy ngày 2 tháng 1 vừa qua ở Nhật Bản đã trở thành một tai nạn kinh hoàng làm rúng động cả nước Nhật, ngay khi quốc gia này vừa trải qua một cơn địa chấn khủng khiếp. Tuy nhiên, không phải do may mắn hay ngẫu nhiên mà tất cả hành khách và nhân viên của hãng hàng không này đều có thể sống sót vào thời khắc sinh tử ấy. Sự cố lần này dù bất ngờ, nhưng Japan Airlines cũng đã có sự chuẩn bị đề phòng kỹ càng nhờ vào bài học kinh nghiệm xương máu rút ra từ những tai nạn thương tâm trước đó, tạo ra một quy tắc an toàn viết bằng máu đầy quý giá. Các chuyên gia cho rằng, việc sơ tán thành công là nhờ sự kết hợp giữa các tiêu chuẩn an toàn hiện đại và văn hóa an toàn nghiêm ngặt của Japan Airlines. Graham Braithwaite, giáo sư về điều tra an toàn và tai nạn tại Đại học Cranfield của Anh, cho biết, từ những gì tôi thấy trên đoạn phim, tôi rất ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi mọi người đều thoát ra ngoài. Đó là một tác động nghiêm trọng với bất kỳ chiếc máy bay nào. Nhưng với những gì tôi biết về hãng hàng không đó, cũng như mức độ nỗ lực của họ trong việc đảm bảo an toàn và đào tạo phi hành đoàn, việc họ làm tốt như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Ông Braithwaite nói thêm. Trên thực tế, chính một vụ tai nạn thảm khốc cách đây gần 40 năm đã giúp Japan Airlines trở thành một hãng hàng không an toàn như vậy. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1985, chuyến bay số hiệu 123 của JAL từ Tokyo đến Osaka bị rơi, khiến 520 trong số 524 người trên máy bay thiệt mạng. Thảm kịch này bắt nguồn từ việc các kỹ thuật viên của Boeing sửa chữa lỗi phần đuôi sau một sự cố trước đó. Cho đến nay, đây là vụ tai nạn máy bay đơn lẻ nghiêm trọng nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Giáo sư Braithwaite nói, khi sự cố xảy ra, người Nhật Bản sẽ xem đó là cách họ có thể học hỏi. Mọi thứ đều là cơ hội để cải thiện. Năm 2005, nhận ra rằng nhiều nhân viên mới gia nhập công ty mà không còn ký ức về vụ tai nạn đó 20 năm trước, JAL đã mở một không gian trong trụ sở công ty để trưng bày các mảnh vỡ cũng như câu chuyện của phi hành đoàn và hành khách. Có những người tham gia công việc kinh doanh của chúng tôi mà không biết cảm giác sai sót là như thế nào. Mọi người phải hiểu cần bao nhiêu nỗ lực để đạt được sự an toàn. Ông Braithwaite nói, ông cho biết gần 4 thập kỷ trôi qua, vụ tai nạn vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý công ty. Họ có văn hóa rất nghiêm ngặt về các quy trình vận hành các tiêu chuẩn và thực hiện mọi việc đúng cách. Đó là một trong những lý do trong trường hợp này. Tôi nghĩ phi hành đoàn đã thể hiện rất tốt, giáo sư Braithwaite nói. Thực tế là người ta mở thêm nhiều không gian xung quanh các lối thoát hiểm, gắn đèn dọc theo sàn máy bay. Phi hành đoàn buộc phải đánh giá xem người ngồi ở lối thoát hiểm có thể mở cửa được hay không. Dấu hiệu thoát hiểm được làm rõ ràng hơn nhiều.
Vật liệu làm cabin cũng được thay thế. Tất cả điều này góp phần tạo nên một cuộc sơ tán thành công, theo ông Brightwood. Ông Steven Ehrlich, chủ tịch của tập đoàn Pilots Together, một tổ chức từ thiện được thành lập trong thời kỳ đại dịch để hỗ trợ phi hành đoàn ở Anh, cũng đồng tình rằng phi hành đoàn của Japan Airlines đã thực hiện một cuộc sơ tán mẫu mực trong sự cố hôm 2 tháng 1. Việc Japan Airlines thường xuyên huấn luyện an toàn đã giúp phi hành đoàn sơ tán thành công các hành khách trong 90 giây. Điều đáng rút ra là hành khách cần chú ý đến các hướng dẫn an toàn. Hành khách cũng cần nhớ rằng phi hành đoàn không phải là những nhân viên phục vụ ăn uống, mà là những chuyên gia an toàn được đào tạo bài bản. Ông Ehrlich nói, mặc dù không rõ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn ngày 2 tháng 1, nhưng việc sơ tán thành công hoàn toàn là một điều tích cực đối với Japan Airlines. JAL thường xuyên được vinh danh trong top các hãng hàng không an toàn nhất thế giới trong danh sách hàng năm của trang web airlineratings.com. Tổng biên tập trang này, ông Geoffrey Thomas cho biết, hãng hàng không Nhật Bản đã đạt được kỷ lục an toàn tuyệt vời kể từ năm 1985. Tuy nhiên, tai nạn năm đó không phải lỗi của hãng hàng không, mà là do lỗi sửa chữa do Boeing thực hiện. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sau khi tất cả 379 người thoát khỏi chiếc máy bay Japan Airlines đang bốc cháy sau vụ va chạm tại sân bay Haneda, Nhật Bản, các chuyên gia đã tìm hiểu xem những người này đã thoát ra ngoài như thế nào, mà hầu như không hề hấn gì. Chiếc máy bay này được làm từ vật liệu tổng hợp sợi carbon dễ cháy, nhưng các chuyên gia không chú trọng vào vật liệu này mà để ý tới quá trình chiếc A350 này cháy, coi đây là một hiện tượng tương đối mới trong ngành hàng không, theo tiến sĩ John Brown, giảng viên cao cấp về thiết kế hàng không vũ trụ tại khoa học kỹ thuật cơ khí và sản xuất của Đại học New South Wales. Mặc dù thế hệ máy bay chở khách đầu tiên trong thế kỷ 20 được chế tạo chủ yếu từ kim loại, nhưng dần dần các kỹ sư hàng không ngày càng tăng tỷ lệ vật liệu tổng hợp sợi carbon để giảm trọng lượng và tăng hiệu quả. Khoảng 50% máy bay A350 được làm từ polymer gia cố bằng sợi carbon, mà bà Brown cho rằng đây là một trong những tỷ lệ cao nhất từng được áp dụng để sản xuất máy bay. Cánh và thân máy bay là một số cấu trúc lớn nhất trên máy bay, được làm từ vật liệu tổng hợp. Nhôm, thép và titan vẫn được sử dụng nhưng ở mức độ thấp hơn. Bà Brown nói, rõ ràng các vật liệu này ảnh hưởng đến vụ cháy và mặc dù chúng tôi không biết chi tiết cụ thể của các loại nhựa được sử dụng trên máy bay trong sự cố này, nhưng chúng sẽ mất kết cấu, giảm độ dày ở nhiệt độ thấp hơn nhôm. Bà Brown cho biết, đoạn video cho thấy ngọn lửa ban đầu nằm ở cánh trái của máy bay và đám cháy nghiêm trọng đến mức một chiếc máy bay có thân bằng kim loại cũng có thể bốc cháy. Bà Brown lưu ý rằng ngọn lửa đã dừng lại đủ lâu ở cánh trái để mọi người có thể sơ tán hết. Điều này có thể nhờ tường lửa làm bằng vật liệu mà nó chỉ cháy ở nhiệt độ cao hơn nhiều, nhờ đó ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực như động cơ và thùng nhiên liệu. Bà Brown cho biết, lượng nhiên liệu tương đối thấp mà máy bay còn lại khi hạ cánh có thể đã giảm thiểu cường độ của đám cháy và ngăn ngừa một vụ nổ xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!